viết ở trên sau này có cài video không nhỉ? Không có rồi, viết trên Word nhá. Rõ rõ không ạ? Anh gọi cho bên này đây này. Cái bài toán chúng ta đang một đi tính chu vi phải diện tích hình chữ nhật đúng không ạ? Tính chu vi diện tích hình chữ nhật. Nhất là chúng ta đang sử dụng cái mã giả, đúng không? Bắt đầu là gì? Begin, kết thúc là end. Chúng ta nên viết trên tài liệu, ta viết nó bắt đầu kết thúc luôn, nhấn vào một tab. Cái giá trị đầu vào là gì? Input. Chu vi hình chữ nhật thì nó cần chiều dài chiều rộng đúng không? Ghi luôn đây là chiều dài này và chiều rộng CR, đúng không nhỉ? Cho nó ngắn lại tí. Ok. Đó. Có vẻ nó hơi ấy nhỉ. Ok. Cái này thì chúng ta cũng có thể kiểm tra cái giá trị chiều dài chiều rộng, thì đương nhiên nó phải dương đúng không? Tạm thời ta chưa cần kiểm tra cái việc đấy. Tính toán. Tính toán thì ví dụ như là gì? Chu vi thì bằng gì? Chiều dài cộng với chiều rộng nhân với gì đấy? Nhân với 2 đúng không? Diện tích GT chẳng hạn thì bằng gì? Chiều dài nhân với chiều rộng đúng không? Đấy, sau đó đến phần khối hiển thị. Được chưa nhỉ? Hiển thị thì có là gì? Display. Ghi rõ đây là chu vi bằng CV đúng không? Cái thứ hai là gì? Display diện tích. Ghi đầy đủ rộng được diện tích bằng gì? GT chuỗi kết thúc đúng không nhỉ? Rất đơn giản. Như vẽ mã giả thì ta vẽ như nào đây? À xin lỗi, vẽ cái lược đồ đúng không? À cái hình đầu tiên này là cái hình này đúng không nhỉ? Đấy, có thể bỏ cái nền này đi, để như này thôi. Add thêm text vào. Start. Được rồi ạ. Cành nó ra giữa đây chẳng hạn. Ok. Start thì có stop, copy luôn một cái nữa. Đúng không? Đây là top. Bên trong đây ta vẽ cái gì thì ta vẽ. Có thể bo nó cho nó tròn tròn tí nữa hợp lý hơn đấy.
Rồi chạy đi. Input đầu vào là hình hình gì đấy? Hình bình hành đúng không? Đây rồi, ta có hình bình hành đây rồi. Đấy. Hình bình hành. Edit text gõ nó vào. Có là gì? Input. Ngon ạ. Gồm có giá trị là chiều dài phẩy chiều rộng. Đó. Tính toán thì là hình chữ nhật đúng không? Hình chữ nhật. Ta cho nó là thành hình chữ nhật. Đúng không nhỉ? Rộng ra tí. Chiều dài bằng, xin lỗi là gì? CV bằng chiều dài nhân với chiều rộng. À đâu, chiều dài cộng rộng chứ đúng không? Nhân với 2. Cái thứ hai là diện tích bằng chiều dài nhân với chiều rộng. Đúng không nhỉ? Cho nó lại một chút. Ok. Cho nó xít lại. Đấy. Sau đó đến hiển thị ra thôi. Hiển thị nó giống cái hình trên này. Display. Display. Không thích viết hai biến nữa thì viết cho mỗi cái là CV và diện tích, thế này cũng đủ đúng không? Sau đó đưa thêm cái flow line vào, insert, kéo nó xuống. Cái này thì nó không có điều kiện gì cả, dễ dàng hơn. Ok đúng không? Bài thứ hai đi, từ cái đơn giản nhất đi, tính chu vi diện tích hình tròn. Đấy. Ta cũng cho cái gì đấy, mã giả trước đi. Chu vi diện tích hình tròn thì cần cái đầu vào là gì? Bán kính thôi đúng không? Mấy bạn ở lớp, các bạn nào học là si thì đi học để dạy các bạn học. Đã học lập trình học cái gì đấy cũng nên học qua si, tại vì bạn có thời gian mình dạy thầy dạy si. Bởi vì dạy mấy cái ngôn ngữ trên con vét ra qua vét phê, ông nào không học si qua si dạy nhiều khi là nó làm việc nó không ấy. Vì đây là mấy cái là giải thuật, sau sang ngôn ngữ em biết là sai chỗ trống chỗ phẩy nó không chạy được. Nhưng mà những công cấp trên là không được rèn luyện là cái tố chất.
viết nó có cách tác vào em được viết cả hàng như thế. Nó xuống được từ 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 một. Rồi, bài thứ hai nhé. Tính chu vi ở diện tích hình tròn. Để viết chiều dọc để cho nó. Chiều dọc thì vậy. Ôi giời. Đi cùng với cái lược đồ. Mã giả chúng ta có là gì? Begin end, cách vào một tab, input chu vi diện tích hình tròn. Chỗ này là đầu vào thì chỉ cần là gì thôi, bán kính đúng không nhỉ? BK đi, hãy ghi rõ là bán kính đi. Đúng không ạ? Cho cái từ này từ hoa lên. Tính toán thì có là gì? Tính toán chu vi bằng 2 pi r bình phương đúng không? À 2 pi r đúng không nhỉ? Thì ta có thể định nghĩa cái số pi ở đây. Define đi. Là pi đúng không nhỉ? Bằng 3.1415 ví dụ thế. Chu vi bằng 2 nhân với pi nhân với gì? Bán kính đúng không? Còn diện tích thì bằng gì? Pi r bình phương đúng không? Nhân với bán kính bình phương, tức là nhân thêm một lần nữa là bán kính. Tiếp theo là hiển thị kết quả. Kia là chúng ta đang hiển thị dòng chú thích đúng không? Thì dùng từ khóa display hiển thị ra cái chu vi phải bán kính, à xin lỗi, là diện tích đúng không nhỉ? Đấy. Ok chưa? Rất là dễ đúng không? Có thể trình bày trang trí một tí cho nó đẹp. Những cái từ khóa cho nó đậm lên.
Đấy. Nhìn rõ ràng hơn. Đúng không? Vẽ cái mã giả cho nè, à xin lỗi là cái lược đồ cho nè. Về đây là gọi là lưu đồ đi. Lưu đồ ta cho cái hình vào ở giữa đây chẳng hạn, đúng không? Cho nó bo bo một tí nữa thì cho nó dễ nhìn, bo góc này. Cái hình người ta là hình nào nhỉ? Đây rồi. Cho nó bo hẳn vào tí này cho nó. À, đây nó mới đúng kiểu à. Đây chẳng hạn, cho thêm text vào. Edit text. Đây là start. Start thì nó có thêm cái stop kéo nó xuống dưới đâu đấy để dùng sau. Stop. Chắc là nó phải mãi dưới, đúng không? Đấy. Cái hình bình hạnh insert cái hình ảnh vào. Xe đi tí nữa. Giá trị đầu vào input. Input cái bán kính thôi. Đó. Có thể là định nghĩa trước đi. Define pi bằng 3.14 15. Đó.
khối tính toán để copy nó ra. Khối tính toán thì nó sẽ đặt ở trong hình chữ nhật. Đó nhỉ. Chu vi bằng 2 pi nhân với bán kính và diện tích bằng pi nhân với bán kính nhân với bán kính khối tính toán. Và cuối cùng là hiển thị đúng không ạ? Display chu vi và diện tích. Đó. Insert mấy cái đường kẻ vào. Cho đường nó đẹp một tí. Xong chưa? Hiểu cái giải thuật vẽ ra để hiểu cái đó đúng không? Bài thứ 3 đi. Viết giải thuật cho cái giải thuật để in ra n số nguyên với n nằm trong khoảng từ 1 cho đến 100, tối đa là 100 đấy, tức là nhập giá trị n và in ra n số nguyên. Bài thứ 2, viết giải thuật tính tổng các số chẵn nhỏ hơn bằng n. Đây là liên quan đến phần lặp đúng không? Bài thứ 5, kiểm tra viết giải thuật để kiểm tra số m có phải là số nguyên tố không. Đó. Tương tự vậy, bài số 6 có phải là số chính phương không? Số chính phương là số như nào? Số nguyên tố là số như nào? Số nguyên tố là số gì? À, nó chỉ có ước là 1 và chính nó. Và số chính phương là số có căn nguyên bậc 2. Tức là nó có căn nguyên bậc 2, tức là số 4 là số chính phương, số 9 là số chính phương. Như vậy bình phương một số nó không đúng. Nhưng là bằng bình phương một số. Nó có căn nguyên bậc 2, tức là căn cái số đấy gọi số 4 gọi là số chính phương. Tức là em có căn bậc 2 là số nguyên.
Chứ còn số nào thì số chả khai căn bậc hai đúng không? Số dương kiểu gì chả, chả có căn bậc hai. Nhưng nó gọi là căn nguyên bậc hai, tức là giá trị khai căn của nó bậc hai là phải là số nguyên. Thì lúc đấy nó gọi là số chính phương. Tương tự như vậy, viết giải thuật để kiểm tra số M có phải là số hoàn hảo không? Số hoàn hảo là số như nào? Tổng các ước nhỏ hơn nó bằng chính nó, phải nhỏ hơn đấy chứ. Ví dụ số xấu là số hoàn hảo, ước của nó là 1, 2, 3, nhưng em cộng cả cái số xấu vẫn là ước của xấu, cộng vào xấu là không được. Được chưa? Thêm bài nữa đi. Viết giải thuật để kiểm tra giải thuật đi. Để in ra các số Armstrong. Số Armstrong là số như nào? Số Armstrong tổng quát đấy là số Armstrong hai số trước đi, là cái số mà có bình phương của các số bằng chính nó. Ví dụ số AB, số AB chẳng hạn là số Armstrong thì cái AB phải bằng là A bình phương cộng B bình phương đó. Ở đây viết giải thuật, viết mã giải đây nhé, mã giải vào chat chưa cần phải viết cái không muốn nào cả. Đây ra thầy viết cái mã giải cho cái trường hợp là lập trước nhá, cái bài số 3 này đấy. Mã giả ta có là gì? Begin end đúng không? Cái input của nó là gì? Input của nó là in ra n số nguyên. Đúng không? Vậy thì ta phải nhập n ấy thế. Input n. Khai báo một cái biến là biến lập đúng không? Biến y bằng y bằng 1 đi đúng không? Y thường nhé, biến này. Y chừng nào mà y còn nhỏ hơn gì bằng n đúng không, thì làm gì đấy, do n do đúng không nhỉ? Đấy. Đúng như cái cấu trúc của chúng ta chưa? Đây, do and do đúng không?
chừng nào mà n còn y còn nhỏ hơn n thì ta hiển thị nó lên display, hiển thị cái giá trị y thôi. Và sau đó phải làm sao? Y bằng y cộng với 1 đúng không nhỉ? Thực ra thì để cái y này hay chữ hoa thì chữ x xì đi. Để nhìn đi. In ra cái biến x xì. Và sau đó tăng biến x xì lên một lần. Được chưa? Dễ nhỉ? Lập rất là dễ. Cứ mỗi lần in thì chú ý là chúng ta phải đạo ra, phải tạo ra giá trị đầu tiên. Rồi lại viết về cái lực nói này. Nhược đồ cho cái anh này thì làm như nào đây? Cho nó nhỏ lại tí nha. Ô input nhập vào hình bình hành. Nhập vào n. Khối tính toán cho vào hình chữ nhật, tính toán đây chỉ khai báo cái biến lập x xì bằng 1 thôi. Đó. Ta xem bài học chúng ta là viết cái vòng lập y thì học như nào. À, vẫn là cái này thôi, điều kiện như này đúng không? Vẽ một cái điều kiện. Đây rồi. Tích vào chừng nào mà x còn nhỏ hơn n đúng không? Chừng nào x còn nhỏ hơn bằng n
Nếu mà đúng thì làm tiếp. Đúng thì hiển thị và làm tiếp đúng không? Hiển thị thì ta phải cho vào cái anh này. Display. Display XC đúng không? Sau đó thì là tăng y lên. Rồi vẽ mấy cái đường vào. Đấy. Xuống đây tính toán. Sau là xuống đây. Xảy ra là một là đúng. Hai là sai đúng không? Sai thì ta kẻ ra đây chẳng hạn. Thôi được, để ta kẻ cái đường sai sai. Sau khi hiển thị xong rồi thì đến đây tính toán tiếp. XC bằng XC cộng 1. Còn trường hợp sai thì kết thúc đúng không nhỉ? Vẽ trong đây cho nó dễ nhìn nhỉ? Như vậy chúng ta đang muốn vẽ một cái vòng quay đúng không? Sau khi nó tính toán xong thì nó làm gì đúng không ạ? Rồi sau đó là gì? Cho cái hình nào đây, hình này đi. Đây đi chẳng hạn. Đúng không? Đâu quá nhỉ? Đấy, nó vào đây. Đấy. Còn trường hợp sai thì nó kết thúc luôn, đúng không? Đây là trường hợp sai đúng không? Đó. Nên chúng ta phải để thêm cái yes no vào đấy. Trường hợp một sai. Đây là no.
Còn trường hợp này là gì? Yes, đúng không? Chưa? Tương tự như vậy. Làm tiếp bài tiếp theo nhỉ. Bài là tiếp theo nhỉ. Đây là bài về số nguyên đúng không? Bài tiếp theo là giải thuật để tính tổng các số chẵn từ 1 đến n. Đấy. Đấy là mình nghĩ ra là các số nguyên đúng không? Bây giờ thêm điều kiện tiếp nhỉ?
ta có là gì? Thứ nhất là mã giả nào, begin end đúng không, tổng các số chẵn, vậy giá trị đầu vào là gì, input n đúng không. Đó. Bây giờ ta cần có một cái biến tổng ban đầu bằng gì, bằng không đúng không, một cái biến lập y bằng không đi đúng không, xử lý tính toán lập từ một từ một đến n đi, chúng ta có xử lý tính toán của y chừng nào mà y còn nhỏ hơn gì, thì để chữ xì đi nhé cho nó đỡ nhầm với cái chữ l, x mà nhỏ hơn gì đấy, nhỏ hơn bằng n thì ta có du n du đúng không ạ. Bên trong này sẽ thực hiện cái việc là tính tổng, tổng tức là tổng sẽ bằng cái cũ cộng thêm với gì, cộng thêm với x đúng không. À thế này không đúng, bởi vì là tổng gì cơ, tổng chẵn đúng không ạ, tổng chẵn thì ta phải kiểm tra là gì, if nếu mà cái x này làm sao, 1 đúng không, 2 mà gì bằng 0 đúng không ạ, thì ta tính tổng bằng bây giờ đúng rồi, tổng bằng tổng cộng x đúng không ạ, n ít ta chỉ tính cho trường hợp đấy thôi mà, còn ngược lại thì ta vẫn phải tăng gì đấy, x bằng x cộng với một đúng không, sau đó là hiển thị nó lên thôi, display hiển thị cái giá trị tổng luôn ạ. Bạn nào có cái phương án giải quyết khác hơn không? Đúng không? Phương án giải quyết khác hơn là gì? Copy nhá. Nhìn này. Đúng không ạ? Thì ta là tổng bằng 0, x bằng gì? Bằng 2 đúng không? Ta có cần điều kiện này nữa không? Không đúng không nhỉ? Không cần ít nữa. Nhưng bây giờ x bằng gì? X bằng x cộng với 2. Đúng thế không? Nhảy 2 lần. Nhưng mà phải viết bằng cả hai cách. Đấy. Thế mà cả hai cách như vậy. Khi em biết được hết các này rồi, lúc em đưa vào ngôn ngữ rất là dễ. Ngôn ngữ C, Pascal hay là C sharp hay Java đều dễ cả. Đúng không? Tuần sau mà một buổi tuần thì các bạn nào đi học được không nhỉ? Học từ nhân không bị lâu.
sát thì mình tự hiểu rất là nhé. Làm thêm một bài nữa xem là kiểm tra nào. Bài số 5. Ta cũng có đầu tiên là mã giả. Bắt đầu bằng gì? Beginen. Viết theo đúng cấu trúc như vậy. Đó nè. Giải thuật để kiểm tra. Kiểm tra số M có phải là số nguyên tố không? Vậy tức là chúng ta phải kiểm tra rằng là các cái số từ bao nhiêu? Từ 2 đúng không nhỉ? Đến nhỏ hơn M chia 2. Nếu mà nó gì? Cái số nào mà là ước ấy, của M thì đương nhiên lúc đấy M sẽ không phải là gì? Không phải là số nguyên tố nữa. Đúng không? Đấy. Được chưa? Ví dụ chúng ta cũng có bắt đầu là gì? Input số M đúng không? Đấy. Ta cần một cái biến để lập đúng không nhỉ? À thôi chết, hình trên này chúng ta đây là có cộng rồi. Xít nữa thì quên. Một cái biến lập x bằng gì? X bằng 2 đúng không? Bởi vì 1 thì nó sẽ là ước của tất cả các số rồi đúng không nhỉ? Nên ta chỉ tính cái biến lập thứ 2 thôi. Trong trường hợp là gì? Y. Nếu mà x mà còn nhỏ hơn m chia cho gì? Cho 2. Du. N du. Bên trong này ta kiểm tra là gì thôi? Ta chỉ cần lập đến m chia 2 thôi chứ không cần phải m trừ 1 đúng không? Thì làm gì có cái số nào mà chia cho nó mà lại lớn hơn nửa số đấy được, đúng không? Đấy. Ta kiểm tra là gì? If nếu như M mà gì? Mốt. Mốt gì đây? Mốt gì? Mục tiêu của chúng ta đang kiểm tra cái số x gì ấy, nó có phải là ước của m không? Vậy cách kiểm tra là ước của m không, tức là lấy số m chia cho số gì đấy, số x gì mà bằng gì, mà bằng không, thì đương nhiên lúc này nó sẽ làm gì? Nó sẽ không phải là ước cái gì, đúng không? Nếu mà cái x mà chia x bằng 0 thì đương nhiên là phần dư nó bằng 0 thì đương nhiên là nó chia hết. Được chưa ạ? Vậy nó không phải là ước, à chứ nó là không phải là nguyên tố nữa. Nhưng mà nhỡ không may nó tìm không thấy số x nào thì nó sẽ là nguyên tố, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ đặt một cái cờ biến cờ hiệu ở đây này. Plus bằng gì? Giả định ban đầu nó là true.
Tức là cái biến này để chỉ định là tôi đang giả định cái số m là số nguyên, à xin lỗi, là số nguyên tố. Nhưng nếu tôi tìm thấy một ước ấy thì tôi sẽ đặt nó là gì? Sẽ đặt cái biến này bằng gì? Phô. Đấy. Và đồng thời là gì? Break luôn. Không cần phải lập nữa. Đúng không? Sau khi kết thúc cái vòng lập này mà cái flat đấy nó vẫn là gì? À đâu, chúng ta phải làm gì nữa chứ? Phải tăng cái xì bằng xì cộng với gì? Xì cộng 1, đúng không nhỉ? Đấy. Sau khi mà chạy hết cái vòng này nó cứ vào nhá, x bằng đầu tiên bằng 2, m chia cho 2 có bằng phần dư có bằng 0 không? Đúng không? Nếu mà bằng 0 thì ta đặt lại cái cờ đấy. Flat đây này. Là bằng phôn. Nhưng mà nó lập cho đến hết cái đoạn này mà cái flat này vẫn bằng chu, có nghĩa số đấy là số gì? À, ta kiểm tra lúc này là flat mà vẫn bằng gì? Bằng chu. Thì lúc này ta mới xác định nó là gì? Xác định nó là nguyên tố, đúng không ạ? Display m là số nguyên tố. Đúng không? Còn ngược lại là gì? Reo. M không là số nguyên tố. Không phải là số nguyên tố. Cái chỗ này ấy thì chúng ta phải lấy ra giá trị cụ thể, ta xét từ vòng một xem. Nào, viết lại xong rồi gấp lại một miếng xem. Bạn test bằng cách là bạn cho một giá trị m cụ thể ra đấy, m bằng 5 đi chẳng hạn, một cái mà bằng 4 chẳng hạn, như thế m 6 thì thế chẳng hạn. Được chưa? Thử xem nhé. Bây giờ test thử ấy, thì chúng ta nên đặt nó như thế này. Để test bằng giá trị cụ thể ấy, đúng không? Test. Ví dụ em nhập m bằng 5 nhé. M bằng 5. Vậy thì bắt đầu là x bằng mấy? Vòng 1 đúng không nhỉ? Vòng 1 này là xì bằng mấy? Bằng 2 đúng không? Đấy. Bằng 2 thì suy ra cái giá trị là cái biểu thức này đúng hay sai? Đúng không? Suy ra cái này là gì? Xì bằng 2, x nhỏ hơn 5 chia 2. Đúng không? Cái này bằng gì? Bằng chu ấy gì? Dẫn đến là gì? Dẫn đến là kiểm tra cái này đúng không? Đấy, dẫn đến là biểu thức này m tức là 5 mốt ấy, mốt mấy? 5 mốt 2. Cái này bằng mấy? Bằng 1 đúng không?
bằng 1 thì suy ra flat vẫn bằng gì? Suy ra cái biến flat, flat biến cờ ấy, vẫn bằng gì? Vẫn bằng chu, bởi biên đầu ta đặt nó là chu mà, được chưa? Flat vẫn bằng chu nhé. Ok, thì có nghĩa là cái này nó không chạy đúng không? Không chạy thì bây giờ là vòng 2 chuyển sang vòng thứ hai thì x công cộng đây này đúng không, thì x bằng mấy? X bằng 3 đúng không? X bằng 3 thì suy ra cái biểu thức là x xì nhỏ hơn 5 chia 2 bằng mấy? Bằng chia nguyên thì bằng 2 đúng không? Thật ra cái này làm đầy đủ hơn là chia nguyên, gọi là m deep ha, deep thì lấy phần nguyên, thì lúc này nó không nhỏ hơn thì cái này bằng gì? Bằng phôn đúng không? Bằng phôn thì nó không kết thúc rồi nữa đúng không? Vậy thì đến chỗ đoạn này là flat vẫn bằng gì? Flat vẫn bằng chu đúng không ạ? Vậy suy ra cái biến flat vẫn bằng gì? Bằng chu, dẫn đến là 5 là số nguyên tố. Đúng rồi, thấy không? 5 là số nguyên tố. Nhưng bây giờ em test một cái khác đi. Test một cái m bằng 6 cho nè. M bằng 6 đúng không ạ? Test thử m bằng 6 nhé. Test phát là xác định được ngay đúng không? M bằng 6 này, vòng 1, vòng đầu tiên ta có x bằng mấy? Ta có x xì bằng 2 đúng không? Dẫn đến là cái biểu thức x xì nhỏ hơn 2, thay luôn bằng số đi, nhỏ hơn 6 chia cho mấy? Chia 2. Cái này bằng gì? Bằng chu đúng không? Suy ra cái ít làm việc cái gì? Đấy, cái đoạn này làm việc nhá, đúng không ạ? Đoạn này làm việc thì nó làm như thế nào? Cái biểu thức này là đang so sánh là y này. À, ít tức là 6 mốt mấy? Mốt x xì tức là mốt 2. Cái này bằng mấy? Bằng 0 đúng không? Bằng 0 tức là cái ít này đúng cái gì? Đúng thì nó đặt cái gì đấy? Flat đúng không nhỉ? Suy ra flat bằng phôn đúng không nhỉ? Và cộng thêm với cái gì nữa? Break luôn. Break luôn tức là break này nó thoát luôn khỏi vòng quay, kết thúc luôn không lập nữa, bởi vì nó tìm thấy ước rồi đúng không? Tìm thấy một số nào là ước của cái số đấy rồi thì đương nhiên nó sẽ không là nguyên tố nữa, nên là các số sau em không cần phải gì, không cần phải lập nữa đúng không? Đấy, break luôn thì suy ra là không cần phải lập nữa đúng không nhỉ? Phải duyệt tiếp đúng không? Phải lập tiếp vì tìm thấy số 2 là gì? Là ước của 6. Đúng không? Suy ra cái lệnh này này nó kết chạy vào đây. Đúng không ạ? Suy ra là ước của 6. Kết luận luôn đúng không nhỉ? Vậy 6 không phải là nguyên tố. Không phải là số nguyên tố. Các em hiểu chỗ này không? Chúng ta đi tìm tất cả những cái số mà nó nhỏ hơn cái số đó chia 2. Nếu không tìm thấy số nào là ước thì số đấy mới là nguyên tố. Còn đã tìm thấy một số là ước rồi thì đương nhiên nó không phải là nguyên tố nữa, đúng không? Đấy, nên chúng ta mới có cái chỗ ít này để xử lý. Được chưa nhỉ? Cũng dễ đấy chứ đúng không? À, trong cái cấu trúc mã giải.
Được chưa? Ok. Rồi chúng ta về làm tiếp mấy cái bài tập này nhé. Rất là dễ dàng đúng không?